nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió mùa mặt hồ, lời ru mát mát bên như sao diệu giật dương.
mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền nắm chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng để nghe. Lời ru sao xin núi đôi suối dương dặm trên. Thưa quý vị, hôm nay á là tại đạo tràng chùa Phước Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Hôm nay là cái ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý tại đạo tràng chùa Phước Huệ. Ngày nay có thiết lễ trai tăng để cúng dường Tam Bảo, phải cầu siêu độ cho hương linh Phật tử, cụ bà tánh danh là Triệu Anh. Cụ bà nay là trên 90 tuổi mà đã từ trần, cách nay là coi như là cũng 49 ngày, sắp tới 49 ngày. Thì hôm nay trong gia đình Phật tử là Nguyễn Liên, Diệu Liên cũng vì là cái lòng hiếu thảo của các của con đối với mẹ, mà mẹ hiền suốt cuộc đời và cũng đã lo lắng cho các con đã nên dốc nên hình và nó làm ăn được may mắn, và nó là coi như là hiện giờ là ở sang đất nước Hoa Kỳ, ở tiểu bang California. Thì bà cũng là rất là mãn nguyện, và các con cũng đã đều được thành danh chi mỹ, và các cháu thì cũng được là tốt hết. Thì vậy cho nên là đối với cái sự sanh thành dưỡng dục, đền ơn công sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, cho nên là Phật tử Cú Liên, Diệu Liên thiết lễ trai tăng. Nó nhờ sư ở tại nước Việt Nam này đó cũng trai tăng dùm cho mẹ, cho cha của mình, và cho anh của mình đó, là ông Minh Viên á, thì cũng các thân linh trong cổ quyền thất tổ nội ngoại hai bên cũng đồng được siêu thoát về Tây Phương tịnh độ đó. Vì vậy cho nên mới có cái ngày đại lễ trai tăng hôm nay. Thì vừa qua thì trong cái ngày cái ngày 20 á, đã có cúng lễ trai tăng một lần rồi, thì cũng tương đương 20 vị, hơn 21 vị gì đó, 21 vị. Rồi bữa nay á, là cái ngày 26 tháng 9 là tiếp tục cúng một cái lễ thứ hai nữa đó. Và coi như là mình Vũ Liên á, và Diệu Liên đó là coi như là hai vợ chồng cùng các con đó, cũng đã là thống nhất để mà gửi tài khoản về cho nhà sư để cúng dường trai tăng cầu phước cho mẹ, cho bà siêu thoát về Tây Phương tịnh độ. Thì nhà sư cũng rất là hoan hỷ. Thì bởi vì sao? Vì con người ta sống trên thế gian này á, thì nếu nói về đó là dân tộc Việt Nam chúng ta thì nó có bốn thần lớn,
một là anh đất nước, hai là anh cha mẹ, là ba là anh thầy tổ, bốn là anh đồng bào chủng tộc. Đó, thì cái anh đất nước là trên hết, rồi kế là anh cha mẹ công sanh thành dưỡng dục rất bao la, rồi kế nữa là anh thầy tổ. Nó dạy học mình, dạy cho mình về vấn đề mà biết văn hay chữ giỏi, rồi nữa là về nghĩa là Phật gia đạo đó, thì dạy cho mình biết nó được đạo lý là người, đạo lý là của Đức Phật đó, rồi nữa là công ơn đồng bào chủng tộc trong toàn đất nước. Nên như vậy đó, đó là bốn ân lớn của người dân tộc Việt Nam. Vì vậy cho nên đó là đối với Vũ Liên hôm nay là nó là cũng là một cái sự để đền ơn đã thảo đối với là ân của mẹ của cha, cho nên là gia đình rất là thống nhất, coi như là gửi tiền nó là về cho nhà sư để nhà sư là cúng dường cho tăng để cầu phước. Cho nên hôm nay là con thỉnh chư tôn đức về để mà các ngài là chứng minh, rồi cũng cầu siêu cho phủ quyền tất tổ chung, rồi cầu an nữa trong gia đình thân mật, cũng chẳng những cầu an cho gia đình của Vũ Liên riêng mà gia đình trong anh chị em nữa, rồi trong phủ quyền tất tổ cũng cầu chung hết chứ cũng không phải chỉ riêng có cha mẹ mà thôi. Nói như vậy đó, thì đây là cái sự đền ơn đất thảo của những người con hiền, của những người cháu thảo đối với cha mẹ, đối với ông bà. Thì trước á, trên là thuận lòng trời Phật, dưới là hạ lòng người, còn dưới nữa thì cũng hạ với cái coi âm cung. Âm cung là đối địa ngục, vân vân. Mà chính Đức Phật hồi xưa ngài cũng đã chỉ dạy làm con là báo hiếu mẹ cha. Mà chính Đức Phật cũng ngài là lúc mà cha ngài là Tịnh Thận Vương Băng Hà, ngài kê vai vô để mà khiêng cái quan tài để thể hiện lòng hiếu. Rồi lúc đó Đức Phật ngài đi ngang qua đống cái xương khô chất cao như núi, thì bây giờ Đức Phật lại quỳ xuống để lại cái đống xương khô đó. A Nan mới thấy lạ, nó bạch Đức Thế Tôn, ngài là thầy cõi trời thằng người rồi, nhưng mà tại sao ngài lại còn lại đống xương khô đó? Phật dạy nó, A Nan, con không biết đống xương khô này không biết là từ bao đời trước, đã bao kiếp trước, biết đâu trong đó có thân trước của ta, thân cũ của ta, thân bà quyến thuộc của ta, cha mẹ ông bà ta nhiều đời nhiều kiếp chất chồng như núi thế này, cho nên ta lại là lại kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đống xương không tạp không dừa, không phân trai gái thì bỏ bừa có coi, con chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam để cho phân biệt cốt hàm không còn lẫn lộn nữ nam chất chồng. Thì Đức A Nan lúc bây giờ nó bạch Thế Tôn, người sống người ta cũng biết người nam người nữ, còn người chết rồi đó là xương giống nhau ai biết. Thì Đức Phật nói rằng đàn bà đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn, con có biết cớ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đấu biết ra, bơ tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con, vì cứ ấy nên tham mòn thân thể, xương đàn bà mới đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ và con dạy dưỡng sanh đó. Thì nói như vậy để cho quý vị hiểu rằng là cái công ơn cha mẹ rất cao vời. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, hay là công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước rạng ngời biển đông. Làm con mà hiếu nó là chẳng hiếu đạo chưa xong, thấy không? Thì nghĩa là sẽ rất là đau lòng các con. Bởi vậy cho nên đây là một cái sự đền ơn đất thảo. Vẫn biết rằng lúc mà ba con sách tiền á, gia đình Vũ Liên rồi các anh chị em vân vân cũng lo cho cha mẹ rất là chu đáo. Nhưng mà bây giờ là cha mẹ mất rồi thì mình phải quản hiếu từ tàn. Thì đây là cái bộ phận trách nhiệm của những người con thảo cháu hiền. Cho nên nhà sư cũng rất quan nghênh, mà coi như là chẳng những nhà sư quan nghênh mà chư tôn đức tăng ni nơi đây đó là cũng rất là quan nghênh vấn đề làm hiếu thảo này. Mà rồi trên đó thì thuận lòng trời Phật, phải không? Chính Đức Phật Thích Ca mà còn có hiếu như thế đó. Rồi trên thuận lòng trời Phật, rồi dưới này cũng hợp lòng người mà hạ cái cõi địa ngục nữa. Cái cảnh địa ngục cũng rất là trọng người có hiếu. Khi nói đến cái người có hiếu rồi, hiếu thảo rồi đó, là địa ngục chim dương á, là các ngài cũng rất là quan hỷ đó. Là như vậy thì nói như vậy cho quý vị thấy trong ba cõi được trọng về chữ hiếu đó. Mà nó là chúng ta có hiếu đây là một cái điều phước báo lắm rồi. Thì hôm nay cũng lễ cái tăng này là lễ lần thứ hai, thì thôi thì sư cũng có đôi lời. Thì trước thì cũng nói lên cái lòng hiếu thảo của Vũ Liên Diệu Liên và các chị em anh chị em ở bên Mỹ, bên đất nước Hoa Kỳ, và cũng chúc lành cho Vũ Liên được dạng tròn bổn phận làm ăn ở bên đất nước Hoa Kỳ. Mặc dù sức lạ với người nhưng nhớ em đó là đất nước người ta, không phải đất nước của mình đang ăn. Dù sao cũng phải nhớ đến ngọn rau tắc đất của Việt Nam, quê hương Việt Nam đừng bao giờ quên nghe. Dù có đi một chân trời góc biển, hoặc là có đi bất cứ nơi nào lại tìm kế sinh nhai đi chăng nữa, hay là nghiệp, nhưng phải nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của mình,
đó là nguồn, là gốc, là cội đó, thì phải nhớ như vậy. Và cũng chẳng những nói với gia đình Bulim mà nói đi tới chung cho tất cả các anh chị em ở đất nước Hoa Kỳ đó, và những người dân tộc Việt Nam đều phải nhớ như thế này. Như vậy cho nên nói rằng cây có cội thì nước phải có nguồn, phải không? Cây nó phải có cội, nước phải có nguồn. Nếu như không có nguồn trên này làm gì có nước trên này. Nếu không có cái nguồn nước từ trên sông Bé Đà Lạt chảy xuống đây thì làm gì có nước sông Đồng Nai. Nó như vậy đó. Đó, cho nên nó là đâu nó cũng phải có nguồn. Nó như vậy. Đó, thành ra cũng mong rằng các anh chị em ở bên đất nước Hoa Kỳ cố gắng làm ăn vui vẻ, phấn tấn rồi là cũng phải hiếu thảo với cha mẹ ông bà, trọn trung trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân trọn tiết trọn tình, thì như vậy mình mới xứng đáng là người công dân, người công dân của đất nước Việt Nam và cũng là công dân của đất nước Hoa Kỳ hiện nay vậy. Thì tóm lại tôi chúc lành cho vợ chồng Vũ Liên và toàn thể anh chị em các là người Việt Nam chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ. Thì con mong rằng quý vị nghe được những lời nói nhà sư này đó, thì quý vị hãy xét lại và nghĩ lại, nhớ lại và phải thương cha thương mẹ. Cha mẹ còn hiển tiền thì sớm thăm tấu giếng, đắp lệnh hoạt đồng, chén cơm chén thuốc kính dân hàng ngày. Cha mẹ mất rồi thì quải hiếu cư tan như vậy đó, thì chúng ta mới xứng đáng là người dân tộc Việt Nam đó, và cũng xứng đáng là người nó là ra ở trên đất nước Hoa Kỳ và sống trên đất nước Hoa Kỳ vậy. A Di Đà Phật, xin hết. Ngày 17 tháng 9 này
Rồi đến ngày 19 là mới ăn vị ngày, tức là thỉnh về 2 ngày sau là ăn vị. Thì cái tượng Lộc Hoàng Trần Nhân Tông này đó, ngài tu ở núi Yên Tử, ngài đắc đạo, đó là coi như là lên giáo pháp, nên là bây giờ đó là Thiền Tông Việt Nam, ngài cũng có cái danh hiệu là nó là coi như là ngài là Phật Hoàng, nó là coi như là ngài truyền bá về cái đạo thiền, nên gọi là Thiền Tông Việt Nam Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài Vua Trần Nhân Tông. Là ngài là coi như bỏ ngôi vua để đi tu thành Phật, thì cũng như là Đức Phật Thích Ca Ấn Độ, ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng mà rồi ngài cũng là bỏ cái cung vàng điện ngọc để đi tu. Với 19 tuổi đầu, 19 tuổi đầu Đức Phật Thích Ca đã đi tu và coi như là 5 năm học đạo, 6 năm lạc đạo, và sau cùng ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, là coi như cả thế giới hoàn cầu các cung các cõi đâu đâu đều tôn thờ ngài đó. Vì vậy cho nên là tu mới là sưu tầm là cái tìm hiểu được là Phật Hoàng Trần Nhân Tông này ở ngoài tại Hà Nội, ngoài Hà Nội người ta làm thiết lập một cái tượng, nhà sư mới đơn mới là mà thỉnh về để mà thờ phượng lên đây. Cái tượng này đó là coi như là cái trọng lượng là 300 kg đó, vừa đế vừa trên là trọng lượng là 300 kg đó, thỉnh về thờ ở tại cái ngôi chùa Phước Huệ này. Bởi vì nhà sư nghĩ rằng là ở Ấn Độ là Phật Thích Ca Mâu Ni từ xưa đó là coi như là ở nước Ấn Độ, thì mình ở Việt Nam cũng có Phật Hoàng, thì như vậy mình cũng vừa thờ Đức Phật Bổn Sư Thế Tôn ở Ấn Độ, thầy của trời thành người, mà mình cũng phải thờ luôn các Phật Hoàng của nước Việt Nam của mình nữa. Vì vậy cho nên nhà sư phải là chịu khó chịu cực nó để mà thỉnh ngài về để phượng thờ tại đây để sớm hôm hương khói đại ngôi Tam Bảo này. Là cái về sau lên đây là coi như là bảy vị Phật Dược Sư, bảy vị Phật Dược Sư bên kia là Đức Phật Chuyển Đề, Phật Dược Sư ở giữa đây là Phật Quan Âm, còn bên kia là cái Phật Đản Sinh. Phật Thích Ca lúc mà Đản Sinh đó ngày càng nhỏ đứng chắp tay đó, đứng tay chỉ thiên chỉ địa đó là vậy đó. Thì cho nên nó cũng có cái lịch sử, có một cái tiểu sử nó là rất là hay ho. Là cái nhà sư muốn hướng dẫn cho các nam nữ Phật tử ở trong chùa tụng kinh, thường mỗi đêm là 6 giờ tụng tới 7 giờ, có khi là tụng quá khoảng 15 phút là 7 giờ 15 đó. Chứ thường thường nhà sư cho tụng kinh là 1 tiếng đồng hồ, 6 giờ Phật tử nào đến hoặc không đến thì 6 giờ cũng phải lên đèn tụng kinh, tụng tới 7 giờ là xong, là coi như hết kinh là hồi hướng là nguyện là nghỉ. Rồi đây là những cái bằng tán dương công đức của giáo hội các trung ương, rồi các tỉnh, các thành phố đã tán dương công đức. Nam mô
trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho từ trời cao đầy
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Vị Lực Đại Tổ Sư Thánh Hiền Bồ Tát Ma Tát. Yên lặng a nguyện đem lòng thành kính người theo đám mây hương. Phật Hoàng mười phương cũng dường nói tam bảo thầy trọn đời giữ đạo theo tứ cánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kim có chí tu học vững bền. Sơ về khổ buồn mê chóng bay về bờ giác. Khẩn nguyện mười phương chư Phật Phật tổ Như Lai Thích Ca từ bồ thắng hạ xa số phần. Đồng hương giáo chủ dự sư lũ lây quan Phật chư tổ sư bồ tát họ mát chư tiên tôn và chứng minh công đức phục vụ nước Việt Nam tân tâm nay thành phố Biên Hòa vườn tông nhất chùa Phước Quầy. Hôm nay chúng ta báo đạo tràng đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện tam bảo chứng minh thị từ giờ họ phong tập nào quan tí tạo linh lão bà tâm danh triệu anh thượng thọ trần thể 93 tuổi từ ngày 27 tháng 8 và cầu an thánh nhân trần thanh từ trần 2 tháng 11 2012 và chư linh đăng đẳng trong cứu phiền tất cáo gia đình và từ hiện tiền và tử bổ liên diệu liên ở Hoa Kỳ và các thân nhân ở đất nước Hoa Kỳ và ở Việt Nam miền trên tam bảo chứng minh long ngọc hào quang thì từ giá hòn chờ lời nguyện cầu của chư Phật tử tác thành như sứ nguyện. Hôm nay chư tam bảo đạo tràng đệ tử chúng con giữ tăng ni cùng năm nữ ba tứ đầu làm lãnh lễ nguyện tam bảo chứng minh thì từ giá hòn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi bảo trợ chúng sanh A Di Đà Phật. Thôi cảm ơn. Còn những đinh sanh lát nữa ngồi xuống này đó sao? Chi tâm đảnh lễ kính lại Phật tử bi cố thế đem đạo lành phó tế chúng sanh. Chẳng biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ quán minh soi đường. Kinh lại pháp là phương giải thoát tâm chân tuyệt ý bác từ xưa mà bên kia. Kinh lại tăng hiểm đề giới luật tăng bồ nhất Phật thanh bạch thời mình giác ngộ lý chân giúp người giác ngộ chuyện cần công tu. Mà mình cũng tỉnh được tôn sáng Phật nguyện tam bảo chứng minh triết độ nhân hậu và tiểu anh tự thọ chức ma trôi từ đời ngày 7 tháng 8 2020 lúc 6 giờ 20 chiều và cụ ông Trần Thanh từ trần 2 tháng 11 năm 2003 và ông Trần Thành các nhân viên viên từ trần 5 tháng 4 năm 2004 ông sinh 1907 ông Quỳnh Nhân Cho tức ông 10 bác nhân là Thiện Tâm từ trần 2 tháng 7 2020 thủ gia bang California các kỳ siêu cho trần Kiến Tài từ trần 2 tháng 2 Dương Tú Anh từ trần 21 tháng 2 Trương Văn Cát từ trần 17 tháng 10, Ngô Thị Nương từ trần 16 tháng 3, được tất cả các thân linh đồng được siêu sanh về miền Tây Hương tịnh độ. 6 tháng 3, 80 tuổi, định chức quê, từ trưởng họ
mươi tuổi, từ ngày 1 tháng 9 1988. Trần Thanh 81 tuổi, từ ngày 2 tháng 11 2003. Trần Thục Lợi, từ ngày 3 tháng 3. Trần Lợi, từ ngày 1 tháng 4 2001. 71 tuổi, Trần Thành Bắc Nhân Minh Viên, từ ngày 5 tháng 4 2000. Vẫn Dương Trần Thế 54 tuổi, đồng được siêu sanh đạo. Đồng thời đệ tử con Sư Giang cũng xin thành tâm cầu siêu cho cha mẹ, cha đạo lên nhân đấu mẹ là Trần Thị Kiếm và chủ quyền thích tổ cũng đồng từ siêu thoát và miền cực là Tây Phương và hôm nay cặp kỳ siêu vương với Bùi Quốc Khánh có nhân vật ký nhân từ gần ngày 8 tháng 1 năm 2020 ngày 14 tháng 12 kỷ hợi 53 tuổi đồng được siêu sanh và miền cực là Tây Phương. Nhà con cũng thỉnh cầu những các thân linh không vừa nằm tên vừa mất ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, tất cả nhà phước báo thành cầu vừa siêu sáng và tỉnh đạo, còn cho gia đình của Liên, những Liên thân nhân trong nước và nước cô Úc ở trong nước, gia đình thân nhân tất cả đồng được bình an và nguyện ngày lễ cúng hôm nay được như ý nguyện làm đại nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát đức Phật hoàng thượng đế ba la thượng trời thiên thánh thành hiền võ pháp hộ đạo từ bi tiếp độ các thương hồn siêu sanh cực lạc, cầu nguyện cho chư tôn đức tâm linh hiện diện hôm nay được bình an sức khỏe dồi dào tu hành trong các đạo bồ đề chúng sanh bất tử. Giờ cũng xin được cầu nguyện cho chùa phúc khỏe bình an như tâm linh Phật tự được sức khỏe dồi dào, không thần ác sát những kẻ xấu ác tấm thứ ta phương bất nhiễm đến thân bất nhiễm đến đạo tràng, kể từ nay và mãi mãi về sau lại nguyện với các nam nữ phật tử giờ đây như ngày lễ cuối này các con người cố góp sức từ trên xuống dưới nhận biết thành đường giữ xe thành tâm cúng dường công sức nguyện danh tam bảo gia hộ tất cả được bình an năm hướng năm thọ đời đời biết biết có như mà của tam bảo cầu nguyện trên bảo hộ cho bình và hà bác nhân là ni sư Đặng Minh Trương Thị Tuyết 58 tuổi của quý mẹ Nguyễn Như Thị Mặc Lợi Mặc Cầu 43-47 tuổi thủ già những đang bị bệnh đã lâu mà không được hết cầu được hôm nay cầu được hết bệnh và các phật tử nào bị bệnh con cũng cầu xin lên trên phong nào quan cứu khổ được hết bệnh cho kẻ ăn người dương tất cả đồng nguyện nhờ phước báo. Kính lạy mười phương chư Phật chư Tổ sư Bồ Tát hộ pháp tam thiên và tam thánh chúng từ từ chứng minh và gia hộ trong giờ này chúng con xin đọc kinh cầu siêu để cầu siêu cho các thân linh đã qua giảng đồng được siêu thoát người hiện tại thánh hướng pháp thọ nhận sự bình an chứng từ chú nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
Là có đồng mà tạo giả lớn.
Nghĩa cũng như hình đã lên đưa ba hồn người.
chữ tăng ni cùng nam nữ và tử cung nữ và tiền đến lại tam bảo tiền đóng pháp bảo tôn vinh Di Đà công tánh đà ta ni chi nhị cầu siêu độ ơn linh lão bà tấn danh tiểu anh thượng thọ trần thế 93 tuổi từ gần 17 tháng 8 đến ngày 20 lúc 6 giờ 20 chiều giờ kỳ siêu như cụ áp đằng thanh từ gần 2 tháng 11 tháng 2003 cầu kinh trần thần bác danh linh viên từ gần 25 tháng 4 năm 2000 ở dương trần thể năm tứ tuổi quân sanh 1947 cầu cho mình nhân cho bác danh thị tam thích ông mời từ gần ngày 2 tháng 7 2020 ở tiểu bang California các vị siêu cho trần kiến tài từ gần 2 tháng 2 dương tú anh từ gần 21 tháng 2 trương văn cá từ gần 17 tháng 10 ngô thị nương từ gần 16 tháng 3 nguyện rác chư ân lên đúng đồng được nhẹ bước thanh mây để tiêu diêu nên nhẹ cực là các vị siêu cho trần quá từ gần 6 tháng 3 tỏ tác mưu tối trần chức quê tỏ chức mưu tối từ gần 4 tháng 9 1988 trần thanh tác 1 tuổi từ gần ngày 2 tháng 11 ngày 3 cầu siêu trần tục lợi từ gần 8 tháng 3 trần lợi từ gần 4 tháng 4 ngày 1 71 tuổi trần thần pháp danh minh viên từ gần 25 tháng 4 năm 2000 ở dương trần tác 54 tuổi chính nam mỹ mời hương như phật như tổ sư hộ pháp long thiên và ra tánh chúng từ từ gia hộ hôm nay chúng con cũng xin được cầu siêu cho sông thân phụ máu của con là ông Lê Văn Đấu và bà mẹ là Trần Thị Tiến cũng đồng được siêu sanh miệng cực lạc tây hương của quyền tịnh tảo của chúng con cũng đồng được được nhờ phước báo lành của quyền của nam nữ phật tử hiện tiền ở nơi đây cũng đạt được tăng bước tăng thọ cũng đạt được siêu sanh tịnh độ và thứ năm lớn đến hết bồ đề tâm cúng dường tam bảo hậu trì tam bảo từ hành đường nó biết như là cúng dường tất cả cũng cầm được phước báo đồng thời con cũng xin được cầu an giải bệnh cho vị tỷ long lợi long cầu 47 tuổi được tiêu tan dứt bệnh và cầu cho nhân trương thị tiết 58 tuổi tuổi mão 58 tuổi cũng đồng được thay qua nặng khỏi nghiệp trước được tiêu trừ tính trên được với họ cũng cầu trên đạo ra đi sinh tính tử thành minh thuộc lâm bệnh đã lâu cũng nhờ qua lực của tam bảo cho họ chứ được hết bệnh để tu hiền và nam nữ phật tử nơi đây cũng cầu nguyện ta được bình an nguyện cầu tam bảo không ngọc hào quang hậu đồ của chư tôn thiền đức được sức khỏe dồi dào tinh tiến tu hành đến đắc đạo bồ đề nữ sanh thoát tử và độ chúng sanh ra khỏi dòng sanh tử khổ nguyện bạch trên tam bảo chứng minh tiền từ nhã hộ nam mô a di đà phật tự quy y phật tiến quá lên làm người nghe không? Đức Phật gì tội chuyên ngôn đi mà đi mà đế cậu ha cậu ha đế.
Đà ra ni đế đi hai giờ đế chân lăng ngàn đế bồ đề ta mà ha li bà li bà đế cộng ha cộng ha đế đế đi hai giờ đế chân lăng ngàn đế bồ đề ta mà ha li bà li bà đế cộng ha cộng ha đế. Đà ra ni đế đi hai giờ đế chân lăng đế ta bà ha nguyện cá thì phóng sanh á cho gia đình Vũ Liên được mọi sự may mắn bình yên, bà mẹ và là bà Triệu Anh á được siêu thoát về Tây Phương Tịnh Độ, cũng nguyện các tổ giảng thắng căn nhà Nam Mô A Di Đà Phật trên mười phương chư Phật Pháp Sư Bồ Tát hộ báo Long Thiên từ bi gia hộ chứng minh. Các cá này khóc chung lòng các chậu người nạn khỏi tai qua, âm hồn cũng được siêu thoát về Cực Lạc. Mô rồi xong rồi. Dạ cảm ơn sư. Dạ sư gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ ngày nào người nấy cũng lớn tuổi hết rồi sư ơi. Thần siêu tông đức ở bên Nam Tiện một hàng bên ngôi cho nó dễ. Rồi con bên đây một bên sư. Và chúng con thành kính cung thành cho đôi hiện đức theo thứ đề phân ba. Và chúng con thành kính quân tịnh chư tôn thiện đức tăng thiện đức ni cũng đọc chứng minh vừa lễ hôm nay A Di Đà Phật cung tịnh chư tôn đức hướng về tam bảo kính xá Phật mô Phật kính xá chư vị tổ sư mô Phật kính xá chúng mô Phật chúng con cung tịnh chư tôn chứng minh an tọa ta là người an toàn. Ca mâu ni Phật ngự quay bạch trên chư tôn thiện đức. Hôm nay gia đình trai chủ cư ngụ bên nước Mỹ hướng về Việt Nam nhờ thân bằng quyến thuộc trở về dưới mái đầu tràng chùa Phước Huệ, thiếp trai cúng dường mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát thứ cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tâm già để hầu đem công đức phước báo này hồi hướng cầu siêu cho hương linh mẫu thân được thừa tư tam bảo lực tóc khó ta bà vãng sanh về cõi tịnh. Kính bạch chư tôn đức, vừa rồi quý ngài đã nhất cứu nhất kệ cầu nguyện cho hương linh. Vào giờ này ngọ thời đã đến, trai nghi đúng như pháp để cúng dường toàn thể tam gia hiếu ý của hương linh của bà, xin có đôi lời dâng lên tóc bạch ngưỡng mong cho tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Thích Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, con là giáo dâu của bà, xin được thay lời ông bà ở Việt Nam và Hoa Kỳ dâng lên lời đáp bạch thành kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng đại đức ni chứng minh cho gia quyến chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin đáp bạch. Kính bạch chư tôn đức, con là Vũ Liên Diệu Liên, hiệp cùng các anh chị em cô út con năm chú bảy trong thân tộc thiết lễ trai tân cúng dường cầu phước cầu siêu độ cho mẹ bà. Con là Triệu Anh, pháp danh Nhật Lan, từ trần ngày 27/8/2020 hưởng thọ 93 tuổi, sớm được nhẹ nhàng giải nghiệp trần lương, đồng thời cầu cho các ai nghiệp báo hương vấn hương hồn mẹ con đoạt thượng trần hạ thú vị tộc, hoặc vô tình hay cố ý mẹ làm tổn hại mọi người, các loài chúng sanh xin được cởi mở oan trái hận thù, niệm Phật về nơi cảnh tỉnh cũ huyền thất tổ nội ngoại hai bên của con đã phá quản các hương linh lớn nhỏ có tên tuổi chưa có tên tuổi được hưởng nhờ phước báo hôm nay, Phật lực từ bi tiếp độ về nơi an lạc gia đình.
được bình an, cơm phước tân thọ, làm ăn may mắn. Kính bạch chư tôn đức, trong giờ trang nghiêm này, xin cho chúng con đôi phút hoài niệm đến người mẹ hiền suốt cuộc đời đã cực nhọc vì con, mà hôm nay vì định lực vô thường phải bước lên con đò tử nghiệp, vĩnh biệt tất cả con cháu và người thân để ra đi trên vạn nẻo đường âm mờ mịt. Nhớ thở nào lúc con còn nhỏ bé, cha mẹ đã gồng gánh nuôi hai con, hai xương một nắng nhọc nhằn, tìm chén cơm manh áo dẫn dắt đàn con ngày đây mai đó. Cha mẹ đã hy sinh suốt cuộc đời khổ nhọc vì con, chân lần bước tìm đường sinh kế, tay nhiều con đi suốt đoạn đường trần. Có lắm lúc cha mẹ phải nhẫn nhục kham chịu đắng cay của cuộc đời mà không hề than oán. Mẹ dạy con biết được lẽ sống ở đời, hơn hương không dạy hầu giữ mình trong sạch để được danh thơm tiếng tốt với đời. Cha dạy cho chúng con sống sao cho nên người nghèo cho sạch, rách cho thơm, và còn dạy cho chúng con phải đứng thẳng mà đi để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Thay môi cảnh cũ còn đây mà người xưa xa vắng bóng, đêm đêm nhìn lên án hương thật thờ, đèn nhang leo lét mà cảm thấy nỗi lòng trống lạnh vơ vơ. Từ những hạt mưa liên khúc cứ lăn dài trên má, con đã khóc và khóc thật nhiều bằng tâm hồn tưởng nhớ đến mẫu thân. Thôi thế là hết, kể từ nay vắng bóng mẹ hiền, ân dưỡng dục sinh thành chưa đáp trọn. Mẹ hiền ơi, giờ mẹ ở phương nào? Ngày hôm ấy mây giăng buồn ảm đạm, biết ơn người lễ độ ước vành mi. Chiếc xe tay như mẹ đã an bài, các con cháu tiễn hồn về cực lạc. Dầu đi góc biển chân trời cũng không tìm được dáng người mẹ yêu. Khi mẹ còn xứng tiền, có những lúc con quên đi bổn phận. Ngày nay mẹ đã xa rồi mới hồi tưởng nhớ thương. Kính thưa mẹ, xin hãy tha thứ cho các con, có những lúc làm buồn hai đấng sinh thành. Nếu chúng con biết lỗi xin dạy mẹ cha tha thứ, và mong sao linh hồn cha mẹ hướng về tam bảo tu hành để thoát kiếp u đồ khổ não. Thế gian là cõi tạm, ai ai cũng một lần đến và một lần về. Mẹ cha đã làm tròn bổn phận đối với đời, xin đừng lưu luyến trần gian mà luân hồi khổ lụy. Nguyện Đức Di Đà giáo chủ Tây Phương Tam Thánh từ bi độ hương hồn mẹ, cảnh sanh đất Phật. Con ở trần gian nhớ mẹ hiền, mẹ về ánh cảnh chốn nàng tiên, tịnh tâm niệm Phật lòng thanh thản, trần thế từ nay biết não phiền. Kính bạch chư tôn đức, trước cảnh chia ly đo lòng tình mẫu tử, con ngậm ngùi tiễn biệt mẹ hiền đi. Giờ trái tân đã đến kịp kỳ, chưa đưa hồn mẹ hiền về Tây Phương cảnh Phật. Giờ đây chị em chúng con có chút tịnh tài tịnh vật thành kính dâng lên, cúng dường tam bảo, hiện tiền chư tôn đức chứng minh, trình bạch Phật tổ cho sở cầu sở nguyện chúng con được chu duyên thành tựu. Đó là ý nghĩa của ngày lễ cúng hôm nay. Toàn gia quyến chúng con xin đi đầu lãnh lễ tam bái. Nam mô đại trí hiếu mục kiều liên bồ tát. Nam mô đại trí hiếu mục kiều liên bồ tát. Nam mô đại trí hiếu mục kiều liên bồ tát. Cơm gạo trắng được mùi vị, mỡ canh rau kinh nghiệm và thâm tình chân đài sen. Khi dọn nào vừa rồi là lời tắc bạch cúng dường đầy trí thành đầy trí kính của tăng gia hiếu nguyên dâng lên trên tôn thiện đức. Vào giờ này chúng con xin đề đầu đảnh lễ biệt thỉnh hòa thượng trụ trì trụ phước huệ đại lao cho chư hòa thượng chứng minh dọn nạp lệ phẩm và ban đầu từ cho tham gia hiếu quý hay gì đạo Phật. Nam mô thiên giới chủ điều mừng quản sư Thích Ca Mâu Ni Phật các đại chứng minh. Nam mô từ đại tổ sư Thích Hiện Bồ Tát các đại chứng minh. Nam mô tôn sư Nam Quan thị từ gia hộ. A Di Đà Phật. Thật lần thai vô cùng quý báu lần thai. Hôm nay trong gia đình chúng ta đại diện thiết lễ trai tăng và cần cầu bái thỉnh
chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni sư sư tôn về tại ngôi đạo tràng chùa Phước Huệ này giúp lễ cho tăng cúng dường cầu phước. Đây mà là một lần cúng dường, lần thứ hai nên cho lão bà nên là tấm danh là Triệu Anh Thượng Thọ đàn thế 93 tuổi từ trần 27 tháng 8 năm 2020 lúc 6 giờ 20 chiều. Đó, năm nay gia đình của Phật tử Vũ Liên, Diệu Liên ở tiểu bang California và hiệp cùng anh chị em, thân bằng quý phụ, cô, chú, bác, vân vân đồng để thiết lễ cái tăng cúng dường. Và hiện tại hôm nay ở đây thì cũng có cô Út là em của cụ bà. Cô Út thì ở tại Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, thì cô cũng đã lặn lội từ ở thành phố Hồ Chí Minh về đây để dự cái ngày lễ cúng tế tăng cho chị. Và bên cạnh thì cũng đã có hai cháu vừa qua, để cho nên lời các bạch rất chân thành, trí thành và trí kính, kính bạch chư tôn đức để giờ này để cho buổi lễ được trang nghiêm và Phật phần long trọng đầy phước báo. Thành kính bái thỉnh Thế Tôn Hiện Đức, niệm hồng danh đức từ thù Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần để chứng minh cho buổi lễ trang tâm hôm nay. Cung kính chư tôn đức. Nam cũng như hiện cùng thân bằng quý thuộc ở đất nước Hoa Kỳ và cũng như
ở bên Việt Nam. Hiện diện hôm nay có cô Út và các cháu ở tại Việt Nam cũng đã thiết lễ trái tăng để cúng dường phóng phước. Cái gì như vậy thì phước báo này thì rất vô cùng to lớn. Nên đây chúng tôi muốn nói rằng là phước báo trái tăng này to lớn là lý do từ đến cửa khẩu Đức Từ Phụ tới Tông Thích Ca Mâu Ni Ngài đã chỉ dạy ra vì vậy cho nên cái phước báo lớn vô cùng mà trong thời Đức Phật Ngài là thầy của cõi trời, cõi thần, cõi người, các cung các cõi, cõi thiên, nó là cõi tam cung, cõi lâm cung, vân vân và vân vân. Thậm chí cái cảnh giới địa ngục, nó là cũng dân theo lời Phật, cõi lâm cung, ở lâm cung ở dưới nước cũng nghe lời. Các cõi thần, thiên thần, thánh thần, hiền thần cũng dân theo lời Phật. Đó, và các cõi tiên thánh vân vân. Vì vậy cho nên cái phước báo đã tăng vô cùng quý báu và phước báo lớn hơn tất cả những cái phước báo nào. Nếu như ta gia đình chúng ta có người mất, có người qua đời đó là như vậy đó, thành ra cho nên của Đức Phật là cung vàng thức nồng đó, là coi như là kể từ đó đến hiện nay khắp các hoàn cầu vũ trụ đâu đâu cũng đều hướng về cái đại lễ trái tăng khi chúng ta có những người thân đã qua vàng. Và xin thưa với quý vị là một con người chúng ta sống trên thế gian này thì định lực vô thường, không ai được sống mãi và được sống hoài đâu quý vị, ai cũng rồi phải chết đó. Cho nên con người ta sống trên thế gian này nói 100 năm chứ mà thực sự ra cũng ít có ai mà sống được 100 năm hoặc một vài trăm tuổi có thể là trong vòng 100 năm. Cũng như cụ bà ở đây á, là cụ bà cũng là 93 thì cụ bà cũng đã đi gặp, nhưng mà coi như vậy là thượng thọ rồi đó nha, chứ thường thường á là người ta 70, 80 xịt đi qua không ta thích, lẽ đâu mà không mướn. Xét việc trăm năm hồi nghĩ lại tuổi phận mình, cho nên phải thương dai đó. Vì lúc mà ngài thấy xe đi tổ đi qua là ngài rất cảm động phải không? Xét xe đi tổ mà xịt đi qua không ta thích, lẽ đâu mà không mướn. Lúc đó là ngài cũng muốn khóc á, cũng khóc giùm cho người ta đó nghe hả? Hả? Nhưng mà xét lại mình đâu có thích gì mà khóc giùm. Nhưng mình còn suy nghĩ trong cái đầu óc nhé, xét nghiệm trăm năm nghĩ lại tuổi phận mình, cho nên rồi phải cho thương gia ngày mai rồi mình cũng chết như họ vậy thôi, không có sợ có sống hoài được, không có ai mà lộn với họ. Để chúng ta trao tâm sự tánh để tu hành, rồi khi mà chúng ta già đi thì chúng ta niệm Phật A Di Đà để già sanh về Tây Phương Tịnh Độ, thoát kiếp cứu độ khỏi sự khổ đau nghe. Chứ còn nếu mà chúng ta sống ở thế gian này mà chúng ta không biết hướng về Tam Bảo, không biết hướng về Phật Pháp, chúng ta tạo tội nhiều, tạo nghiệp nhiều nghe. Nói dối cho thập vũ chữ ác khẩu, đó là sân hận vân vân, về những cái các nghiệp là chúng ta tạo nghiệp nhiều chừng nào thì chúng ta lại khổ chừng nấy. Có câu rằng trụng qua đắc qua, trụng đậu đắc đậu, trồng cây ăn trái, trồng cây gì thì hưởng quả nấy, trồng chuối hưởng chuối, trồng cam hưởng cam, trồng mít hưởng mít, trồng cái cây gì hưởng cái đấy, chứ không ai trồng mít mà ăn cam, mà không ai trồng cam ăn xoài. Tông giáo của quý bảo đã dâng theo lời Phật và coi như đi theo đó là hạnh của Đức Phật Thiền Viên Bồ Tát, và chẳng những như vậy mà coi như là cả toàn thế giới đâu đâu có những lễ trai tăng cầu phước. Cầu phước cầu tham được siêu dương được thới thì là cũng tương tự như vậy. Như vậy thì ngày hôm nay thì tại cái đạo tràng chùa Phước Huệ này lần thứ hai là thiết lễ trai tăng cúng dường cầu phước, cầu cho lão bà được cao tăng Phật quốc về đến tịnh độ Tây Phương, và cũng như cầu nguyện cho các quá giả. Nhưng là thứ nhất là cụ bà Tiểu Anh thượng thọ trần thế 93 tuổi, từ trần 27 tháng 8 năm 2020 lúc 6:20 chiều. Cụ ông Trần Thanh từ trần ngày 2 tháng 11 năm 2003, và ông Trần Thành pháp danh Minh Viên từ trần 25 tháng 4 năm 2000, hưởng dương 54 tuổi, buông sanh 1947. Ông Quỳnh Nhân Cho là bạn của Minh Viên, pháp danh là Thiện Tâm, tức ông 10, từ trần ngày 2 tháng 7, thọ 96 tuổi. Và tất cả ở Hoa Kỳ, ở tiểu bang California, và cũng gặp kỳ siêu cho Trần Kim Tài từ trần 2 tháng 2, Dương Tú Anh từ trần 21 tháng 2, Trương Văn Cát từ trần 17 tháng 10,
Nô Thị Nương từ ngày 16 tháng 3 và tất cả các tôn dân trong cụ quyền thất tổ của nhân đồng Phật tử ở Hoa Kỳ cũng như gia đình của Phú Úc bên nay, các tôn dân quá giảng đọc siêu thoát người hiện tại cũng tăng phước tăng thọ và ám yên hạnh phúc. Và hôm nay nhân cái lễ đến tháng này, nhà sư cũng xin được để cầu siêu cho cha là Lê Văn Đấu từ ngày 9 tháng 11 1973, mẹ Đặng Thị Khiêm từ ngày 6 tháng 10 1973, anh Lê Văn Kim, anh Lê Văn Miên, anh Lê Văn Sáu, chú Lê Văn Đeo, anh là Lê Văn Chiến và trong ơn linh cổ quyền thất tổ bên nội bên ngoài các ơn linh quá giảng cổ quyền xin nhờ quay linh của Tam Bảo của chư tôn thiền đức nơi đây chứng minh để cho các thương linh cũng đạt được siêu thoát về được Tây Phương Tịnh Độ. Và cũng xin để tiếp theo xin lỗi, để tiếp theo là thân nhân trong gia đình của Phật tử Cụ Liên Diệu Liên ông Trần Quán từ ngày 6 tháng 3 hưởng thọ 80 tuổi định trích quê, hưởng thọ 90 tuổi từ ngày 4 tháng 9 năm 88. Ông Trần Thanh 81 tuổi từ ngày 2 tháng 11 năm 2003 Trần Thục Lợi từ ngày 8 tháng 3 Trần Lợi từ ngày 4 tháng 4 năm 2001 81 tuổi Trần Thành Quốc Danh Minh Viên từ ngày 15 tháng 4 năm 2000 đến Dương Trần Thế 54 tuổi đồng được siêu thoát về Tây Phương Tịnh Độ và cũng xin được cầu siêu cho ông Bùi Quốc Khánh Pháp Danh Quỷ Trí tuổi Đinh Mùi từ trần nhằm cái ngày đó là 14 tháng 12 kỷ hợi 53 tuổi ở Thủ Đức và cũng xin được cầu siêu được siêu thoát cho nó là được tịnh tâm được giác ngộ được làm về nơi cực lạc. Trong giờ này thì cổ quyền trên Bùi Quân Chư Phật Tổ Sư Bồ Tát Họ Hóa Long Thiên thì từ minh chứng và cũng kính chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh ai vô đây đã Phật mô Phật đất giới đất Như Lai thịnh Phật chứng minh xin cho Hãy subscribe cho
qua một trai tự hoàn. Kính mời quân chư Phật tổng sư phụ hộ pháp Long Thiên chứng minh cho con xin học bổ tốt thiên cái tên Trần Mũi. Trần Mũi được siêu thoát về Tây Phương Tịnh Độ, và Trần Khánh cũng đồng được siêu thoát về Tây Phương Tịnh Độ. Đó là con trai và con gái của bà Diệu Anh là Trần Mũi và Trần Khánh. Kính ơn trên Tam Bảo chứng minh điều từ gia mật của Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Giờ này cung thỉnh chư tôn đức thọ bát đọc con mô. Công cử lá nguyện đủ cao đã lên từ xa xa xôi.
nhắc lại trong một tự Phật sự Đa Lâm. Vậy mà về lại thôi đạo tràng chùa Phước Huệ để chứng minh để khai tăng nhân ngày thứ 30 cho hương linh cụ bà Diệu An được nhẹ nhàng siêu thông về Tây Phương Cực Lạc và chúng con được dạng an. Dưới ân đức này giao biết chúng con không biết đến khi đời đã cho tâm chúng con vị khắc cốt đi tăng và xin gieo năng dân cầu thành tỉnh lệ cúng dường tăng bài giúp tâm thành lời hiện thọ trái đường chứ câu thiền đức tăng già tăng bài. Và giờ đây không còn bao lâu nữa chứ câu thiền đức sẽ hồi quy mọi tự chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát. Lạy Phật con xin